Mình sinh ra không phải để đi làm, và mình chắc chắn là mình không thể nào mình đi làm được. Mình chỉ việc ăn, ngủ, đái, ỉa, mọi chuyện đều có thể con sen lo. Thì mình chắc chắn là mình không thể nào mình đi làm, thì mình chắc chắn là mình không bao giờ mình đi làm được. Em hiện tại thì đã ở một cương vị mới, thật sự là rất là khác. Thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với em của 2-3 tháng trước đây. Vì vậy em chắc chắn rằng con sen của em cần phải bỏ nhiều tiền hơn cho em đi spa, ăn nhiều thịt bò và giao lưu với nhiều bạn chó khác để có mà phù hợp với con người em, với cương vị của em so với bây giờ. Dạo này đang hot cái trend trở về tuổi thơ với bao kỷ niệm bên kẻ nhện xin nát. Nãy tôi cũng đu lấy dòng sự kiện, có mà nào còn nhớ món này không ta? Ủa, cái gì ông già? Giờ nè.